chàng là một ngôi sao, chàng luôn bị đeo đuổi. Nhưng giờ đây chàng sẽ phải đeo đuổi chính bạn. Lãng mạn, hài hước và đầy bất ngờ. Phải gặp nàng lọ lem trước đã. Chào hai anh. Dạ. Em tên gì? Em tên My. Em là Trà My. Em có phải là lọ lem không? Hai anh muốn biết em là lọ lem hay không, phải không? Vậy thì bây giờ cô gái thích là nhất là hoa đúng không? Vậy thì hai anh có thời gian là 10 phút đi gần gần đây nè, mua cho em một người một bó hoa đi. Rồi lúc đó sẽ có câu trả lời cho hai anh. 10 phút thôi hả? Ok, 10 phút thôi nha, thời gian có hạn đó. Ở đây hoa bán chỗ nào thôi, hai anh em mình đi chung đó. Em không biết nữa. Ok, vậy thôi, mỗi người một nơi đi ha. Okay. Đi ha. Đi thôi, mua hoa ở đâu gần nhất đây ta? Cháy nào, mệt quá. Hoàng Phúc tìm được cửa tiệm hoa rồi. Mình có hoa hồng không? Dạ có, anh muốn mua hoa hồng nào anh? Có nhiều loại hồng lắm. Cho anh mua hoa hồng trắng đi. Hoa hồng trắng, anh biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không? Mà nguyên một đám hồng anh chọn cho anh hoa hồng trắng. Nói chung là anh thích hoa hồng trắng thì anh nghĩ là với bằng cái tình cảm của anh á, anh chọn á thì cái người mà được anh tặng chắc chắn người ta sẽ thích. Đúng rồi anh, hoa hồng trắng là tượng trưng cho tình yêu trong sáng á anh. Okay. anh biết chọn ghê vậy á. Anh có muốn phối hồng trắng với màu nào để cho lên giỏ hoa của mình nó đẹp không anh? Hồng trắng xong rồi với lại một cái hồng vàng ha. Hồng vàng anh đừng để... nên mua hồng vàng nếu mà anh tặng cho bạn gái. Tại vì hồng vàng á thường người ta đi nước ngoài người ta chia ly á. Okay, thì người ta mới thì mua. Lấy hồng này lót ở trong. Dạ. Được không? Dạ được. Hồng trắng ở ngoài. Dạ. Okay. Thực sự là Phúc với lại Huy cũng rất là mệt với trò chơi này, bởi vì phải chạy vòng vòng
trong khi anh chàng Ngô Kiến Huy bắt đầu lo lắng vì chạy nãy giờ mà chưa thấy tiệm hoa nào hết. Xách chân chạy vòng đi kiếm hoa cho La Lem. À, anh Phúc thì anh biết đường rành Hương Huy thì anh đâm thẳng một mạch thì đã tới nơi rồi. Hương Huy đánh một vòng luôn rất là lớn mới tới nơi. Coi chẳng thích tỉ mỉ lựa chọn từng cành hoa kìa, chu đáo quá đi. Mà người nào á mà biết chịu lòng phụ nữ á, thường thường người ta mua hoa hồng ta tặng anh tặng vậy chắc chị sẽ thích anh lắm á. Một kiếm người em đem cho em kêu nhân viên gói lại cho anh nha. Đừng nói giờ không được hoa này. Giùm em với. Chị ơi, chị ơi, thôi lỡ rồi, trễ rồi, thôi ngồi đây nghỉ mệt đi, em có nước không? Dạ, anh uống nước hả? Anh đợi em một chút. Có nước lấy, em lấy cái một anh này là Ngô Kiến Huy. Vậy á hả? Trời ơi, hôm nay may mắn quá, tiệm hoa của em toàn là người nổi tiếng luôn. Anh tới đây là chúng là anh đợi anh á, nên là anh chạy hơi mệt, em lấy nước cho anh uống giùm cách nha. Dạ, dạ. Lỡ rồi hả? Dạ. Thôi lấy nước uống đi. Bạn đi. Em ăn hoa dạ, dạ, trước sao chị? Cứ lấy nước thì uống đi. Nước hả? Bình thường, nước lòng thôi. Dạ. Cho em một bông hoa cũng được, một nhánh hoa cũng được. Không. Nhánh hoa. Một hoa cũng được. Ai mà mua hoa mua nhánh Huy em chứ. Ngồi đi, từ từ nghỉ mệt. Em mượn cái này nha. Chạy dữ vậy? Hay là em mượn cái này lại tặng người ta? Cái này biết sao, cái này héo. Nó ủ hư. Dạ, em lấy nước anh uống nè anh. Anh muốn chọn hoa nào đem giúp anh chọn cho lẹ. Đại đi, cái nào cũng được. Đâu có được anh, tặng cho bạn gái mà đâu có đại được anh. Này đi. Hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ, rồi lại cái này đi. Anh Phúc đã chọn hoa hồng rồi, rồi á. Anh chọn hoa hồng màu nào hay anh chọn hoa hồng màu đỏ đi nha. Màu đỏ thể hiện tình yêu cháy bỏng luôn á anh. Thôi bây giờ hoa hồng màu hồng đi. Màu hồng hả? Hoa hồng chứ màu hồng luôn. Hồng bây hồng, giờ nè hồng em đi. Em là người bán hoa đúng không? Thì hồi nãy anh thấy là vô là anh đã thấy em đứng ở đây, em chào em cười rất là dễ thương rồi. Là người bán hoa thì phải vậy đúng không? Tại vì người ta mua hoa là đang có niềm vui, người ta mua hoa. Một là người ta đi sinh nhật nè, hai người ta đi event nè, hoặc là đi tiệc cưới nè, hoặc là người ta tặng cho bạn gái, thì tức là người ta đang vui, người ta đang hạnh phúc, ta mới mua hoa đúng không? Thì cái phong cách của em như vậy là rất là đúng. Không thì anh Phúc thì nãy em đã tư vấn cho anh rồi, anh đã biết rồi. Nhưng mà biết sao, tại anh Huy anh vô anh muốn đi gấp, anh mua hoa gì anh mua hết hoa gì đó, em cứ lấy hoa cho anh đi, đừng lấy lẵng có sẵn đi. Biết sao anh chọn lẵng này dễ thương hơn nè, tại vì lẵng này màu hồng phấn, có nghĩa là tình yêu của anh dành cho em đơn giản. Đấy, dạ màu hồng hoa cầm cam đúng không anh? Dạ. Lấy này luôn. Ta kêu em lựa lấy nhiều hoa thì em cứ lấy nhiều hoa đi, đúng không? Em lấy này luôn. Dạ rồi. Ta lựa hoa này anh Phúc. Anh lựa vui vẻ. Không, anh lựa rồi anh. Anh không, anh ra đây anh không có lấy cái vỏ có sẵn. Tại có sẵn nó là không, nó không mang một cái ý nghĩa gì hết á. Còn này anh lựa từng cây anh tự bó thành một bó hoa của anh. Có ý nghĩa hơn. Dạ rồi rồi. Nên em lựa đi. Anh cứ ngồi đi. Dạ anh uống nước cho anh. Anh quay lâu đợi em một tí nha. Dạ. Dạ anh đừng có gấp, mình mua hoa mình phải từ từ mất công giặt hoa hết đó anh. Rồi này đi, rồi ok. Quay nhanh, cái gì mà nhanh, đánh nhanh rút gọn. Chiến thắng. Dạ. Nói chung là cũng là tặng hoa thôi, thì em tặng trước cũng được, hoặc anh tặng trước cũng được. Thực sự nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Mà quan trọng là lẵng nó hơn bó, lẵng nó bự hơn anh Phúc. Ok ok. Người ta nói tình cảm cũng đi từng bước mà anh, đừng có vội vã, từ từ. Mình ở thời đại mới này, mình phải gấp lên em. Không không nhanh, nhanh thì cúc mình là nhanh lên. Trời ơi, phải rồi, ok, thank you. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Thank you em gái. Thank you cô chủ dễ thương ôm cái nha. Cảm ơn em. Trời ơi, em được hai người nổi tiếng kìa. Rồi, cảm ơn em. Dạ, hai người nổi tiếng luôn. Hai anh đi cẩn thận nha. Cảm ơn người nổi tiếng tới ủng hộ tới quà của em nha. Hẹn gặp lại nha. À, chọn xong rồi hả? Dạ thì bình thường thôi mà, có một cái lẵng thôi mà. Thì em nhóc một cam. Ai mà đi ra lựa hoa cho bạn gái mà đi mua cái lẵng hoa có sẵn nó không có ý nghĩa. Nói chung là nhìn cái anh cũng đẹp nhưng mà bỏ mấy cái lá. Nói chung là nó có tình cảm thôi, mình tự tay mình chọn hoa xong rồi tự tay em mình bỏ. Em cũng tự tay em chọn gì, thấy chưa? Ăn đứt thấy chưa? Nhìn này vậy kích cỡ và kích thước và ngoại hình ăn đứt rồi. Có thể là cái này cái lẵng hoa nó sẵn nó có cái vỏ, nhưng mà thực sự cái này thì nó đơn giản mà nó ý nghĩa và nó tình cảm hơn. Nói chung thì mình cứ làm cho hoành tráng đi ha, chúc anh may mắn anh. Thôi chạy cũng được, thôi vậy nha. Ok em. Rồi xong sau đó phải chạy ngược về chỗ cô gái, và chạy về thì lại không thấy cô gái đâu cả. Cuối cùng thì mỗi người cũng đã có được một bó hoa cho người đẹp. Nhanh chóng quay lại chỗ hẹn nào.
nãy cô ấy đứng đây mà. Lem vào ta. Lem ơi. Thì khi mà Phúc tiếp xúc với cô gái, nói chuyện với cô ấy vài câu và hỏi vài câu, thì Phúc có một cái cảm nhận là lúc đó thì Phúc thấy là có một sự nghi ngờ gì đó, không biết là phải cô ấy là lọ lem hay không. Dạ, có một cô gái nhiều em đưa tờ giấy này cho hai anh. Thì lúc mà anh Phúc và Huy mua hoa xong và đua nhau về địa điểm hẹn với lại nàng lọ lem đó, thì không thấy nào lem đó hết, mà chỉ thấy là để một mảnh giấy. Thì lúc trong đầu mình nghĩ là trời ơi, lọ lem mà sắc ẩn sắc hiện ghê vậy. Đưa cho ai? Đưa cho cả hai anh. Cả hai hả? Dạ dạ. Nhưng mà em đưa anh trước đúng không? Từ để anh coi. Sao có một tờ vậy? Dạ cô ấy nói với em là nhờ đưa cho hai anh. Nhờ đưa hai nhờ anh. Nhờ cả đưa hai anh luôn. Giờ em đưa lại vừa hai anh. Mà anh giữ trước rồi. Em quyết định đưa ai? Dạ em quyết định là hai. Xé đôi đi. Dạ hai anh nhưng mà anh lấy rồi. Không, em quyết định là đưa ra và hai anh cũng cầm vào tờ giấy. Dạ. Rồi, dạ. Cùng cầm hả? Dạ, dạ. Để cho em cầm ghé chứ. Bạn đó, để anh xếp lại đàng hoàng. Huy, em từ từ. Rồi, ok, rồi em đưa đi ha, anh đi trước à. Hey, taxi! Cảm ơn em. Sáng anh. Ê, xe không? Có một mảnh giấy trên cái ghế và một ly nước có sẵn, thì đi nhâm đầu mình lại nghĩ tiếp, ồ hóa ra lọ lem một người tàng hình ư. Này cô ấy đã tới rồi. Cô bé bước vào cô làm trắng thì mình cũng lúc đầu mình cũng hơi mờ mắt, mình nhìn kỹ một chút thì thấy là ồ cô ấy đấy. Hello em. À, chào em. Hey, anh thấy em quen không? Nhớ rồi, nhớ rồi. Cảm giác của anh lúc đó cũng có một tí xíu bất ngờ, nhưng mà cũng rất là vui là những cái gì mình nghĩ, mình có linh tính thì nó đúng. Em tên gì? Dạ em tên Ngân. Cái gì Ngân anh? Kim Ngân anh. Dạ. Để ra là em định xuất hiện gặp hai anh luôn ở công viên rồi. Nhưng mà tối hôm nay em suy nghĩ, nếu hai anh gặp em với một tư cách là một cô gái rất là bình thường thôi, một khán giả rất là bình thường của hai anh thôi, thì hai anh sẽ phản ứng như thế nào? Em muốn biết cái điều đó. Em cần những cái phản ứng tự nhiên nhất từ hai anh. Anh thì anh để ý, anh chỉ để ý tí xíu thôi. Lúc mà cái người bạn gái kia nói là muốn mua hoa thì là một cái rất đơn giản nhất, bình thường nhất, là anh biết anh thích hoa gì, thì đó là một cái rất là đơn giản, rất bình thường nhất anh hỏi. Em biết tại vì khi mà không mua hoa, người ta nói mua hoa, mình không thể chọn theo sở thích của mình được. Khi mà người ta thích thì mình phải chọn theo cái sở thích của người đó, mà hoa thì rất là nhiều loại và hoa nào cũng đẹp. Vui hơn á là cái cô gái bán hoa chính là lọ lem, mà khi Phúc tiếp xúc với cô ấy thì có những cái rất là vui, những cái rất là tình tiết rất là hay xảy ra giữa cái câu chuyện mà khi Phúc tới chỗ mua hoa nói chuyện với cô ấy. Thì lúc đó anh cũng chưa không có nghĩ gì đâu. Nếu mà là một người em là đội chủ bán hoa thực sự thì anh nói là rất là đông khách đó. Anh Huy này, nãy giờ em thấy anh Huy ít nói lắm á. Anh Huy thấy em là người như thế nào lúc mà anh tiếp xúc với em, hay là lúc đó vội quá anh không kịp nhìn em là người như thế nào hết trơn? Thật ra là anh Phúc thì anh là người để nhìn từ bậc hình chiếc một nhỏ, còn anh thì anh cũng nhìn tại cách anh già không vậy. Trẻ trung cũng đúng biết mà. Thì anh là người là anh đặt mục tiêu, anh sẽ làm mục tiêu đó, thì không quan tâm là quan anh diễn ra như thế nào, thì anh làm sẽ làm được, thì anh không cần lý gì bên xung quanh. Mà lúc nãy gặp em á thì em hết hồn phải. Tại vì có lúc đầu anh đang suy nghĩ là tại vì
chứ giờ ít khi nào tặng hoa lắm. Thường là gặp vào bạn gái đầu tiên anh không nhận hoa lắm. Bởi vì anh khác, anh sẽ khác người ta là hoa màu vàng. Rất là màu vàng nên anh chăm sóc màu vàng lắm. Thì giống như tình cảm mà tặng tình cảm người ta mà tình cảm màu vàng thì nó cũng không mấy là vui. Bây giờ tốt nhất là em tặng một sò thì đó, giá trị lắm. Nhưng mà có thể là cao quá không nhớ tới được. Mình anh muốn tặng một nhỏ thôi. Một cái gì mà mình làm hai không? Em có thể đó. Nhưng thì chắc là cũng có nhiều cô gái ở shop hoa này. Vì mình thấy cậu cũng rất là dễ thương. Và nói chung là có cái gì đó mình cảm thấy hơi cảm và mến cô gái này. Bởi vì á, em có một câu để nói về mình ngắn gọn thôi. Không biết các anh có hiểu không? Tôi là bà cụ non và tôi cũng là một đứa trẻ. Nếu các anh muốn tìm hiểu về em kỹ hơn thì em mời các anh lại nhà em chơi được không? Tiếp xúc với người thân của em thì sẽ khác. Bên cạnh cái cạnh trầm của em thì nó vẫn có những cái gì đó sôi nổi hơn. Biết em, khi mà em ngồi ở đây em giải thích rồi em nói chuyện rồi em phân tích anh với anh Huy thì anh biết là suy nghĩ rất là lớn. Đúng như cái từ bà cụ non mà em nói đó. Vậy em xem ai tới nhà em trước nghe. Đi từ 9 giờ sáng quá. Ủa, lại gặp nhau nữa em? Dạ. Hẹn nhau ở đây đúng không? Tìm nhà hình như cũng là một thử thách của Lọ Lem dành cho mình thì phải. Thật là rối hết lên với mấy cái số nhà này. Nhà số mấy nhỉ? 258, 251, 28, 68. Đây hả? Ủa, Phúc biết địa chỉ chưa? Hôm qua địa chỉ của em hả? 251, 28. Xịt mấy anh? 4 hả? 4 màu ta. Thực sự đối với Phúc thì nếu mà gọi là chinh phục thì những cái khó khăn là những cái mà trở ngại thì chắc chắn là mình phải vượt qua được. Và Phúc nghĩ là khi mà tìm đến nhà cô gái đi vào vòng để kiếm nhà thì nó cũng khó, nhưng mà cái chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường. Có ai ở nhà đây không? Đây rồi, đúng rồi nhá. Thấy Lọ Lem kìa. Chào hai anh, mời hai anh vô nhà. Hello, chào. Hai anh kiếm nhà cực không? Cũng hơi cực tí xíu thôi chứ không sao, nhưng mà vẫn vô được. Vô, hai anh ngồi ghế. Dạ, mẹ với dạ, em trai của em. Dạ con. Dạ, chào cô. Dạ. Chào em. Cho anh gửi trái cây cho mẹ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cho con gửi. Dạ, mẹ. Dạ, hôm nay cũng thiết là rất là vui tới thăm nhà cô là bởi vì có một sự tình cờ là con với Huy á đang tham gia một cái chương trình của Jay One, đó là chinh phục Lọ Lem. Hôm qua với là sáng giờ là bị giống như là Lọ Lem cũng thử thách dần hai anh em con dữ lắm, là thử thách để coi là hai anh em con thể hiện như thế nào để chinh phục được Lọ Lem. Khi nói chuyện tiếp xúc với gia đình thì Phúc cảm thấy là rất là dễ chịu, bởi vì mẹ của cô ấy cũng rất là vui vẻ tiếp chuyện với Phúc với lại Huy. Con nói chuyện với hai anh đi. Nếu có gì muốn hỏi ha. Đây con hỏi hai anh đi. Hỏi hai anh đi. Hỏi hai anh đi làm sức khỏe hai anh đi con. Hỏi hai anh đi làm sao? Bật TV lên thì thấy hai anh hát thì thấy làm sao? Hay à? Em quê cũng thích hát lắm á, nó bắt chước nó hát hoài giờ. Hiếu có muốn anh Phúc hay là anh Huy hát cho Hiếu nghe bài nào, Hiếu nói đi. Muốn anh Phúc hát bài nào, anh Huy hát bài nào, Hiếu nói đi. Anh nào chỉ, anh nào hát? Anh Phúc. Đó. Hát gì, muốn anh Phúc hát gì đây? Hát bài nào Hiếu? Thầy người ta nói. Cái gì người ta nói hay là thầy làm như thế? Người ta nói. Nghe hai bài. Hai bài luôn. Hai bài đó. Thầy làm như thế, người ta nói luôn. Bài nào một bài thôi. Một bài thôi chọn đi, thích bài nào nhất. Ngồi đi hát căng ạ. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đông đầy. Hay quá. Được chưa? Em với mẹ ra ngoài mua một chút đồ, anh ở nhà chơi với bé Hiếu nha. Hai anh ở nhà chơi với bé Hiếu nha. Rồi. Giờ bé Hiếu giùm cho em nha.
Dạ. Chắc ở nhà này hiếu dữ hai anh đó. Còn ở đây nha. Mẹ ở đây chơi với hai anh nha. Chút xíu chị mẹ chị hai về nha. Dạ. Hai anh ở chơi tự nhiên nha. Em với mẹ đi mua chút đồ. Dạ. Để ngồi đi mua đồ chút mẹ vô. Khi mà Ngân quyết định giao nhà và em trai của mình cho hai chàng trai thì Ngân cũng đã đặt một niềm tin lên hai anh chàng đó. Mà em trai của mình cũng là một cậu bé trai hiếu động. Và hai anh chàng này đều rất là vui tính. Và mình cũng cảm thấy có lẽ em trai của mình sẽ nhanh chóng hòa nhập với hai anh chàng này thôi. Muốn đi cùng à, thấy chưa? Đó à, thấy chưa? Ghê quá, ghê quá, không được kìa. Đó, à, thấy chưa? Canh trẻ trẻ mà làm bể nhà. Về ký nhà chứ. Thôi chơi vậy được rồi. Học chơi vui được rồi. Này phải để cho Hiếu chơi với mình xong mình chơi được. Ờ à, em cũng ghiền nhà này, bắt đầu thấy ghiền gì. Em nghiên cứu rồi. Ai, nãy lắm. Đi về chơi cảm giác. Hả? Anh chắc anh nghe làm cảnh sát rồi, tại anh mặc đồ vest, đồ đồ làm cảnh sát nha. Anh là cướp. Em là cướp đi. Anh nghĩ gì đấy? Đúng không? Hiểu hay đúng không? Anh em mình bận đồ không phải là màu đen, tức là anh em mình là xã hội trắng. Bây giờ em muốn làm cảnh sáng, anh làm ăn cướp đi. Vậy hả? À khôn như vậy, ok không? Rồi cũng được. Bây giờ muốn anh làm ăn cướp sao đây? Anh dạ. Hãy cướp mặt vô tường, giơ hai tay lên. Hết chưa vô, giờ tới màn không ai mất cướp. Lọ lem mơ hơi em đâu rồi? Hả? Hai anh chàng nhưng có vẻ mấy trò chơi trẻ con này cũng khá là vui với hai người này. Bắt đầu chơi trò chơi với cậu em trai thì khi lúc đó Phúc mới cảm nhận rằng là có lẽ là mình trẻ thêm được vài tuổi nữa. Anh chính thức anh chết rồi đó. À cuối cùng thì Lọ Lem và mẹ cũng đã về với nó. Sao rồi, nó có quậy hai anh gì không? Sao đứng cái gì kỳ vậy? Đâu đứng thế, bị bắn chết. Bị bắn chết, bị bắn. Bây giờ nó có quậy không con? Nhà giữ nó được không? Thấy sao? Nó quậy lắm không? Dạ không, nó dễ thương. Dễ thương hả? Dễ thương hả? Thôi mấy anh vô ngồi nghỉ đi, thôi phạt nhiêu đây đủ rồi nha. Nè con đừng làm anh mệt nha. Nha, nãy giờ con chơi với anh hả? Con bắn hai anh phải không? Vô nội đi. Bé dễ thương, dễ sợ. Theo như cái công việc của con ngày hôm nay á thì buổi chiều con đi còn một cái tiệc cưới của một người anh, xong rồi sau đó con đi tập luôn, thì con định hỏi xin phép cô là con hẹn với Ngân chiều nay sẽ đi chung với con cái công việc của con đó, để như là anh em có thể nói chuyện với nhau hoặc là chia sẻ hoặc là tâm sự với nhau, tìm hiểu với nhau nhiều hơn để làm sao để chinh phục được trái tim của cô Lọ Lem này, thì chắc con cần có một cái buổi hẹn để tiếp xúc với Ngân nhiều hơn. Xong rồi sau đó Huy cũng hẹn để tiếp xúc ha. À, anh trước. Anh trước. Ok, vậy anh xin phép. Anh xin phép nói với con mời Ngân chiều nay để đi chơi chung với anh trong buổi chiều này. Thì lúc đó Phúc cũng lo chứ. Mình có một tí xíu là lo, không biết là mới lần đầu tới nhà xong rồi mình xin phép để rủ bạn ấy đi chơi thì không biết là mẹ có đồng ý hay không. Rồi thôi được rồi, vậy thôi con sửa soạn đi rồi có gì chiều cũng đi với Phúc. Dạ. Thì buổi đầu coi như bạn bè đi ha, rồi từ từ có gì khi tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi để cô coi thử thì coi cô có chọn được không vui. Nha. Lọ Lem của chúng ta hóa thân thành công chúa rồi kìa, xinh quá. Mình không ngờ hai anh em tiếp xúc với nhau cũng một thời gian chưa lâu lắm mà anh Phúc có nhã ý mời mình đi dự một cái tiệc mà theo như anh Phúc nói là một người bạn rất là thân với anh ấy. Quá đi, nhìn Lọ Lem cảm động với những hành động quan tâm của Ưng Hoàng Phúc kìa. Kiểu này thì khó mà kìm lòng đây. Mình cảm thấy rất là vui về những cái cử chỉ rất là lịch sự, rất là ga lăng và rất là manly của anh ấy là chăm sóc mình
trong suốt cái buổi tiệc là gắp thức ăn cho mình, hỏi mình có muốn dùng thêm gì nữa không. Mình cảm thấy rất là vui vì điều đó. Lần đầu tiên cho phép Phúc xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc cưới của Huy và Linh buổi tối ngày hôm nay, và xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật vui vẻ, ăn uống thật ngon, và cùng nâng ly lên để chúc mừng hạnh phúc cho Huy và Linh. Lần nữa xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Cũng rất là tình cảm gửi tới cho hai bạn. Coi như là hai người em của Phúc đi, một ca khúc rất dễ thương và rất tình cảm, và hát được mang tên Một Trái Tim, Một Tình Yêu. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Đừng hoài nghi vì thời gian sẽ quên, vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời, tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời, và anh chỉ còn riêng mình em. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước, đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy, và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho ở chỗ đều có tâm hồn ăn uống, nên chàng bắp Ngô Kiến Huy quyết định sẽ hẹn hò đầu tiên là một nơi có thể lấy lòng được cái dạ dày của Lọ Lem. Tìm sao? Dạ cũng không xa, có 15 phút à, vậy anh chạy qua đây 15 phút. Thì hôm nay là ngày đầu tiên anh hẹn em. Dạ. Anh nghĩ quán này cũng hợp với biết là không khí đây nó yên tĩnh. Người nào có từ đường lớn chút thì sẽ thích yên tĩnh, còn con nít thì có đủ luôn ở đây ăn quà giặt không. Giờ này anh sẽ đặc biệt chỗ tài một món cho em ăn, mà không biết là hên xui. Tức là món bánh tráng trộn, thì nghĩ là chắc chắn là người gái này cũng wow, giờ anh biết món khoái khẩu của em hay vậy. Và đặc biệt mình với anh Huy có một cái điểm chung là rất thích ăn hàng. Và mình bất ngờ nhớ hôm nay anh Huy chọn món bánh tráng trộn là cái món cực kỳ khoái khẩu của mình. Anh Huy kỹ tính quá he. Xoài nè, được không? Được. Cắt khoái đúng không? Được. Tôm khô. Được luôn. Hành tây. Được luôn. Đậu phộng. Được luôn. Nước cốt bò. Chơi luôn. Rồi, cái này là nước gì màu vàng nè, mà hay trộn mà nước chua. Dạ, tâm dắt sa tế, muối, tôm và mực. Đó. Cái này là mật hành. Nói chung em dễ nuôi lắm. Thì là em ăn cay được đúng không? Được. Rồi. Anh ăn được là em ăn được. Vô nha, từ nha. Wow, Ngô Kiến Huy lần đầu tiên trổ tài trộn bánh tráng. Hình ảnh rất đáng xem cho cả Lọ Lem và các fan của anh chàng này đây. Xong. Wow. Thần tượng của rất nhiều các bạn trẻ mà có thể tự tay làm cho mình một cái món bánh tráng, thì mình cảm thấy rất là ngạc nhiên, bất ngờ và vui. Có vẻ nó chưa hấp dẫn, nó còn hơi cứng quá.
đánh giá người ta thì thường anh chung là có như là bắp xào. Đó, bắp xào đó mày. Hàng đó. Kêu bắp xào nghe. Rồi bắp xào đi. Xong mày mấy cái như là á khảo nè. Đúng rồi, cá viên chiên. Rồi, giờ đây không có cá viên chiên. Có bộ anh hợp luôn với em cái chỗ ăn hàng đó nghe. Không ép buộc không đi được. Rồi. Nguéo luôn. Đó chính là làm trong thời gian nhanh nhất, nhét hết được lại cho học. Em ơi, nhét hết lại cho học thời gian nhanh nhất. Nhanh không em? Bây giờ là đua phải không? Đua, không được nuốt, không được nhai với bọn thức. Làm sao mà nhét hết vô giọng vừa nha. Không được chưa? Ăn bự hơn á. Anh chắc mà, là con trai mà. Nhưng mà em nhìn không? Một cô người mà hai người có đó. Rồi, một. Chưa, khoan. Được lấy tình hình nè. Một, hai, ba. Lần đầu tiên mình lập được kỷ lục nhét 8 viên cá viên chiên vô trong miệng. Đó là một kỳ tích. Có lẽ sau này nhìn món cá viên chiên mình sẽ nhớ tới điều này và nhớ tới anh Huy. Nói chung là thì Huy cũng muốn như là một nhân dịp đó thì cũng muốn hẹn Lo Lem vào một dịp sau thì mình sẽ thể hiện một năng khiếu sở trường của mình, đó chính là hát và vẽ. Rồi sao đứng chơi trời nữa nha. Trời ơi, anh quá nha anh ơi, trời anh ít có ác lắm. Em tới cuối cùng là em muốn nôn ra hết luôn rồi đó. Anh em còn đỡ. Anh ăn thêm cái hai cục cá cảo lòi hai mắt anh á. Kết thúc buổi hẹn động lại với Lọ Lem là những tiếng cười bên Ngô Kiến Huy, sự thẹn thùng trước những hành động ân cần của Ưng Hoàng Phúc. Vậy ai sẽ là người chiếm được cảm tình của Lọ Lem hơn đây? Chương trình chỉ mới vừa bắt đầu nên các bạn cứ chờ đón xem nhé. Khi gặp em anh tuần sau tập 2 của chương trình sẽ được phát sóng lúc 21h thứ hai, ngày 5 tháng 12 trên Nhớ One TV, phát lại lúc 11h thứ ba và 16h thứ tư, đừng bỏ lỡ nhé. Mưa mùa hay băng giá cũng không làm anh trung.